Lời chứng của Dr. Deborah Flynn Phần 1, tôi sẽ banh khui ra, vạch trần và làm ngừng hoạt động công việc của Satan, những nhân viên của họ và những hướng dẫn viên của họ. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chúa đã cho tôi thấy một con rồng dài hơn 100 feet và cao hơn 10 feet. Và tôi thấy vô số người ngồi trên lưng con rồng, bao bọc nó dài hơn trăm mét và chật ních tôi cũng thấy vô số người khác đứng hai bên con rồng thú cũng tính theo chiều dài của con rồng vì không có chỗ cho họ ngồi và được cõng trên lưng con rồng do rất đông người cưỡi trên lưng của con thú rồng tất cả họ đều giao tiếp với con thú rồng và bắt đầu trong một cuộc chạy quyết liệt quyết liệt với con thú rồng những người cưỡi trên lưng của con thú rồng và những người đi bộ ở cả hai bên bao gồm chiều dài của con thú chạy một cách kiên quyết và dữ dội với tốc độ và tham vọng lớn trong quyết tâm tiêu diệt và nghiền nát nạn nhân đã chọn và những đối thủ có thiện chí của họ họ chạy đi chạy lại nhiều lần mỗi lần chúng chạy quyết liệt và đến đích để tiêu diệt mục tiêu đã định nhưng chúng thất bại và chạy về điểm xuất phát với mục tiêu không đạt được họ lại thảo luận với nhau và đưa ra một kế hoạch đáng ngờ khác rồi lại bỏ chạy và thất bại như thường lệ họ quay trở lại và lập ra một kế hoạch hành động đáng ngờ khác bịa ra những lời nói dối và lại chạy đi một cách kiên quyết với cùng tốc độ, sự quyết liệt, quyết tâm và tham vọng lớn và không đạt được kế hoạch và mục tiêu một lần nữa và quay trở lại để lập một kế hoạch đáng ngờ mới. Họ đã chạy đi chạy lại rất nhiều lần và mỗi lần họ đều gặp phải thất bại giống nhau trong việc đạt được mục tiêu của mình, đó là điều xấu xa và không bao giờ từ bỏ hoặc nhìn thấy sự điên rồ, xấu xa và gian ác trong các âm mưu, hành động và tham vọng của họ họ liên tục tập hợp lại và vạch ra những kế hoạch mới và xấu xa hết âm mưu xấu xa này đến âm mưu khác đều vô ích con rồng những con cưỡi trên lưng con rồng và những con chạy trên hai bên chiều dài của con rồng tất cả đều liên tục chạy tới chạy lui và liên tục gặp thất bại trong những âm mưu độc ác của chúng nhưng không chịu bỏ cuộc mặc dù nhiều lần thất bại mỗi lần thất bại họ lại chạy về và thực hiện một âm mưu xấu xa mới và những ý tưởng xấu xa mới và chúa phán đây là những nimoder những người xây dựng tháp ba và bị nó tiêu diệt kỳ cơn bão đến sẽ tiêu diệt những người xây dựng và những công việc xấu xa mà họ đã thực hiện trong một cơn bão dữ dội và những trận dịch lớn trong cuộc sống riêng tư và công khai của họ mỗi người nam và người nữ chắc chắn sẽ gặt hái những gì họ gieo theo công việc của họ cả công bình và bất chính mọi người tùy theo công việc của mình, ngay cả những người do sự thờ ơ và không hành động có chủ đích đã làm cho việc ác phát triển thịnh vượng. Không phải tất cả họ đều mời gọi và mở ra cơn bão tố và bệnh dịch của sự phán xét vào cuộc sống của họ sao? Kỳ cơn bão ập đến với những cơn gió dữ dội từ phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây, không ai trốn thoát hay được tha, trừ những ai ăn năn hối cải, bỏ việc ác và sửa đổi, chúa của các chúa tể nói và chúa đã nói ta là chúa là đức chúa trời tối cao người nam hay người nữ độc ác khó có thể chống lại vết chích con trai và con gái của loài người khó có thể chống lại tảng đá sự việc và hậu thế của những tôi tớ trung thành của ta được lệnh của ta và cửa địa ngục không thể thắng nó cửa địa ngục cũng không thắng được bất kỳ người nam hay người nữ và trẻ gái trai nào trung thành với ta và ngoan ngoãn bước đi theo đường lối của ta và sống theo lời ta trong sự thánh khiết chúa là đức chúa trời toàn năng phán nếu bạn tự cho mình là thừa tướng của ta và bạn quay lại và thèm muốn và đĩ điếm sau sự thờ hình tượng và sự ghê tởm của những kẻ ngoại đạo bằng cách tuân theo các nghi lễ ngoại giáo và các lễ kỷ niệm của họ mà ta không đặt ra cho bạn quan sát và cũng không ra lệnh cho bạn tham gia và bạn đứng trong khu bảo tồn của ta và thánh địa của ta và làm ô uế nó các ngươi cũng xấu xa như kẻ ngoại đạo và sẽ nhận sự phán xét như kẻ ngoại đạo các công việc tốt trước đây và đầu tiên của các bạn sẽ bị lãng quên và sẽ bị xóa bỏ bởi các công việc sau này của các bạn là những điều xấu xa và ghê tởm trước mặt ta nếu các ngươi là tôi tớ chân chính và trung thành của ta các ngươi phải nghe tiếng ta trong lời ta và noi gương ta về sự công bình nếu bạn là thừa tác viên trung thành của ta bạn phải tuân theo lời ta và sống theo lời ta nếu bạn tự cho mình là đứa con ngoan ngoãn của ta bạn phải ghê tởm điều xấu xa ham muốn thờ hình tượng và sự ghê tởm của điều bất chính mà bạn phạm phải bằng cách làm ô uế bản thân và thay đổi trật tự tự nhiên của những thứ tôi đã tạo ra và chủ đích của chúng bạn làm ô uế bản thân bằng cách ôm lấy những điều không tự nhiên và khuyến khích hội thánh làm điều đó một cách trực tiếp và gián tiếp khi họ tiếp tục sống trong tội lỗi bạn mang lại cảm giác an toàn sai lầm khiến hội chúng nghĩ rằng họ có thể phạm tội mà không bị phán xét và chịu hậu quả bạn xây dựng một tháp ba beo trong đó sẽ vỡ vụn và đổ xuống, và nghiền nát chúng. Bạn dẫn dắt hội chúng vào vực thẳm của sự hủy diệt của họ. Hãy dạy cho hội chúng của bạn lời của ta như đã được viết ra. Hãy sống theo lời ta và là tấm gương sáng cho hội chúng noi theo và từ bỏ đường lối bất chính và nhận được sự cứu rỗi. Mặc dù ta sẽ phán xét tội nhân không ăn năn trong mọi hội thánh, Ta cũng sẽ yêu cầu linh hồn của tội nhân dưới bàn tay của tất cả các mục sư, chấp sự, những người đã dẫn họ đi lạc đường bởi sự dạy dỗ sai lầm của họ và bằng cách làm sáng tỏ lời của ta và sự phán xét của ta. Đừng cho đường vào lời ta bằng cách không rao giảng giáo lý đúng đắn và bằng cách không lên án tội lỗi bằng danh nghĩa của nó để tội nhân có thể ăn năn hối cải và quay lưng lại với những việc làm xấu xa và đường lối bất chính của chúng. Đức Chúa Trời toàn năng phán và chúa phán hãy nhìn vào chính mình qua tấm gương lời ta và xem tất cả các công việc của các người có phản ảnh sự tuân theo lời ta không hỡi các vị mục sư của phúc âm hay bạn phản ảnh bước chân của con thú và trong sự sai khiến của trái tim bạn theo sự ham muốn của bạn trong mọi công việc và cách thức của bạn hãy dừng lại và xem xét sự phán xét của thầy tế lễ thời xưa eli và nhà của ông ta Ngài cũng không loại bỏ họ khỏi việc thực hiện chức năng mà họ tiếp tục phạm tội chống lại ta và tiếp tục làm ô uế nơi tôn nghiêm của ta. Hãy nhân danh ta và lên án hầu cho hội chúng nghe và bị kết án về tội lỗi, về sự phán xét, về sự ăn năn và sự cứu rỗi. Hãy nhận lấy sự cứu rỗi của ta, hầu cho người nam và người nữ, già trẻ đều có thể nghe và ăn năn hối cải, bỏ đường gian ác và điều bất chính mà nhận được sự cứu rỗi của ta, Chúa là Đức Chúa Trời phán: vào ngày 21 tháng 9 năm 2019, lời của Chúa lại đến với tôi khi nói đến những người truyền bá phúc âm. Và Chúa phán: "Ta đã xét đoán nhà Heli, ta cũng sẽ xét đoán những người truyền đạo lừa dối hội thánh của họ, tự mãn và thờ ơ trong tội lỗi của gia đình mình. Những mục sư chấp sự lừa dối hội thánh bằng cách không rao giảng lời chân thật và không khoan nhượng của ta và khiến hội chúng nghĩ rằng họ có thể vào thánh địa của ta và tiếp tục sống trong tội lỗi." bạn mang lại cho họ một cảm giác hy vọng hảo huyền khi bằng những hành động và hành động của bạn, bạn khiến họ nghĩ rằng bằng cách ngồi trông chờ và đưa tiền cho bạn và nhà thờ của bạn sẽ mua được sự cứu rỗi cho họ. Không phải như vậy. Bạn tự gọi mình là người truyền bá phúc âm và bạn tôn thờ các thần tượng và thần giả một cách bí mật, bạn cúi đầu và hôn con thú, bạn thực hiện hành vi đồng tính nam và đồng tính nữ không tự nhiên mà tôi cấm bạn thay đổi sự sáng tạo tự nhiên của tôi thành những hành vi phi tự nhiên bạn đứng trên bục giảng và rao giảng và chế nhạo lời ta bằng hành động và lối sống của bạn bạn là một kẻ gớm ghiếc đứng ở nơi thánh của ta và sự phán xét của ta phải bắt đầu ở thánh địa của ta sự phán xét của ta sẽ truy đuổi và đánh bại tất cả những ai làm ô uế nơi thánh của ta và thánh địa của ta ngoại trừ họ ăn năn hối cải và từ bỏ sự ghê tởm và lối sống xấu xa của mình và khỏi gây hiểu lầm cho hội thánh Đức Chúa Trời tối cao phán. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2019, lời của Chúa đến với tôi rằng, kỳ bệnh dịch gián xuống loài người như chưa từng thấy trong thời đại này. Chúa sẽ mang đến cho chính họ, sinh ra từ và bởi những hành vi không tự nhiên và những mối quan hệ xấu xa của họ, những điều đáng ghê tởm trước mặt Ta, Chúa phán. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, trong một khải tượng Chúa đã cho tôi thấy một chùm sợi dây rất rối dính vào nhau như thể nó được khâu và dán lại với nhau. Ngài cho tôi thấy rằng những sợi này có bản chất là ma quỷ và đại diện cho những người tự do và cuộc chiến mà họ tiến hành chống lại các giá trị đạo đức và lẽ phải. Và Chúa phán, ta sẽ gỡ rối, tháo gỡ và phá hủy công việc của những kẻ bất lương, những kẻ thủ phạm và những kẻ phù phép của chúng để phán xét tất cả những ai phản nghịch lời ta và những kẻ làm việc ác chống lại các tôi tớ trung thành của ta ta chắc chắn sẽ gieo rắc chúng như ta đã nói khi điều ác tràn ngập và dân chúng làm ô uế và ô nhiễm đất đai bệnh tật dịch hạch ôn dịch hành hạ và tai họa nhân lên còn những thủ phạm của điều ác và những người khuyến khích và tạo ra điều kiện cho họ sẽ không có được bình an cũng như không được yên nghỉ cho đôi chân của họ trong vùng đất mà họ đã làm ô nhiễm bởi lý do của sự phán xét cho những hành động xấu xa của họ và sự khích lệ của nó Chúa là Đức Chúa Trời phán. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, tiếng của Chúa nói với tôi, sẽ có một thông báo lớn liên quan đến một nhân vật nổi tiếng được biết đến trong chính phủ. Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 10 năm 2019, có thông báo rằng Elijah cummin đã qua đời. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2019, lời của Chúa đã đến với tôi rằng hãy viết và nói cho tất cả những người sẽ nghe trong suốt các thời đại từ xưa đến nay con người đã làm việc gian ác chống lại người khác ngay cả các vị vua và các hoàng tử chống lại các vương quốc và các quốc gia chống lại các nhà tiên tri của ta và các sứ thần của ta biết được sự thật họ phá hoại công lý và mù quáng với tham vọng của mình và tiếp tục và tiếp tục dối trá làm việc chống lại những người vô tội và bắt bớ dân tộc và các quốc gia họ đã không làm như vậy ngay cả để cuối cùng họ bị thiệt hại và bị hủy diệt. Họ không gặt hái được phần thưởng cho lòng nhiệt thành xấu xa của họ sao? Dù người nam hay người nữ gieo hạt giống nào, họ sẽ gặp toàn vẹn và nhiều lần, ngoại trừ họ ăn năn và từ bỏ đường lối bất chính của mình, Chúa là Đức Chúa Trời Phán. Khi bạn đọc và nghe những điều mặc khải này của Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, đừng cứng lòng, nhưng hãy tự tìm kiếm và ăn năn, từ bỏ những việc làm bất chính, hết lòng và hết linh hồn mà tìm kiếm Chúa là Đức Chúa Trời tối cao và làm theo đường lối của Ngài. Sống lời Ngài trong sự thánh khiết. Nếu bạn làm như vậy, Chúa sẽ thương xót bạn và trên tất cả những ai thật sự ăn năn và theo Ngài trong sự công bình trong gia đình bạn. Bạn sẽ không có gì để mất ngoài mọi thứ để đạt được. Con người có ích lợi gì nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình? Mắt 8, 36, Cơ Di Vờ hãy nghe và vâng theo lời của Đức Chúa Trời tối cao. Thánh, Thánh, Thánh là Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy trung thành phụng sự Ngài. https manadivin.com 2022 07 27